Cái này là pompano, foie pompano. Nhiều lắm các bạn ơi. Ngon tuyệt vời. Cả nhà ơi, hôm nay mình câu được rất là nhiều cá pompano. Nhưng mình sẽ mời cả nhà cùng đi câu với mình. Sau đó mình đem cá về, rồi mình chiên luôn cá nha các bạn. Đây là chỗ mình thường hay đi câu, Sebastian Inlet. Thì bây giờ mình sẽ quẹo vô. Nhưng trong phần video ngày hôm nay các bạn thông cảm vì thời tiết nó cũng có mưa rào và nó cũng không có nắng nhiều. Lúc mà mình đi xuống thì càng đi về phía biển thì trời nó lại càng âm u. Cho nên mình không có tiện quay cái máy quay phim lúc mình câu cá đó. Với lại các bạn biết sao không? Khi mà mình câu cá đó thì mình nhìn lên bầu trời, chim nó nhiều lắm. Mà các bạn thấy không, nó cứ bay thẳng lên với mặt nước rồi nó gấp cá thôi à. Cho nên đó là cái ngày hôm nay là cái ngày mình rất là bận. Tại vì mình phải quay cá đó, cho nên nó mình không có rảnh tay để mà mình quay phim. Rồi, bây giờ mình cũng đã xong một ngày. Đây là cá mà mình với ba mình câu được nè các bạn. Thì khoảng chừng 12 con pompano, người ta chỉ cho lấy 6 con mỗi người mà thôi. Thì con đường mình đi về á, thì càng đi ngược về thành phố thì trời nó lại nắng lên và nó trong xanh. Bây giờ mình sẽ thu một cá nha các bạn. Đây là thành quả một ngày mà mình với ba mình đi câu được. Hôm nay á, trời nó rất là lạnh, nhưng mà cũng hên á, là khi mà mình nhìn ở trên cái bầu trời á, mình thấy có rất là nhiều chim. Mình nghĩ wow, hôm nay á, là cái ngày á, là sẽ có rất là nhiều cá. Tự vì á, thường á, mình đi câu cá đó, mà khi mà các bạn nhìn lên bầu trời các bạn thấy nó có chim nhiều, với hải âu biển nhiều, thì có nghĩa là cái ngày đó, đó nó sẽ có rất là nhiều cá ngon. Nhưng mà mình không biết là nó là cái loại nào. Cho nên hôm nay cũng hên là mình với ba mình câu được con pompano. Mà con pompano này ăn cái thịt nó ngọt mà nó lại béo nữa. Bây giờ mình sẽ khui cái thùng cá nha. Đây là thành quả một ngày mình với ba mình đi câu được cá nè các bạn. Trời nó rất là lạnh nhưng mà câu cá nó cũng vui lắm. Nhưng mà mình xin lỗi các bạn nha, tự nhiên nó lạnh quá mình không có cầm cái máy quay được nhiều. Tại vì cái biển á, ngày hôm nay á, nó sóng nhiều quá, nó cứ đánh lên trên cái bờ cầu á, cho nên nó ướt nhiều quá. Mình không có muốn cầm cái phone của mình á, rồi mình quay á, mình sợ cái phone mình nó rớt đi xuống nước luôn. Thì con pompano của tiểu bang mình nó sẽ có hình dạng như thế này nè các bạn. Con cá này á thì ăn nó rất là ngon, mà vô mùa đó cái loại cá này nó rất là nhiều. Mà cũng dễ câu nữa các bạn, chỉ làm móc câu rồi xong các bạn chọi ra cái phía của bãi biển á thì nó sẽ dính nhiều cái loại này lắm. Nhưng mà các bạn biết sao không? Hôm nay á, nó là cái ngày của bầy cá này, cho nên nó là thường á, là con pompano á mình chỉ làm cái móc câu đi xuống á, là nó có một cái sợi lai, nhưng mà nó sẽ có ba cái móc. Rồi mình sẽ làm thêm một cái cục mót nhỏ nhỏ gì đó, nó có màu neon đó. Rồi để cho cái cá này nó nhìn thấy, nó bơi tới nó ăn. Thì nó thích ăn nhất là cái loài, cái mồi mà nó thích ăn nhất là tôm. Thì các bạn biết không, một cái dây lai mình làm có ba cái mốc mà hai con cá dính rồi. Cho nên đó là ngày hôm nay đi câu nó lạnh nhưng mà nó rất là vui, tự nhiên mình dính được rất là nhiều cá. Mà con nào con nấy nó cũng bày sai với nhau hết à. Có con thì cái màu nó vàng lắm nè bạn. Nè các bạn thấy không, có con thì cái màu nó vàng mà nó đẹp lắm. Có con thì cái màu nó hơi trắng hơn. Nhưng mà các bạn thông cảm là mình không có quay cái cảnh mà mình câu cá với lại mình mần cá đó. Tại vì nó lạnh lắm cho nên nó mình cố gắng mình làm cho nó thật là lẹ. Rồi xong rồi mình mang cá đi về nhà luôn. Tại vì mình không thể nào mình ở đó cho tới chiều được. Tại vì nó càng chiều xuống thì cái nhiệt độ nó sẽ càng lạnh hơn. Mà nó có mưa râm nữa cho nên nó là hôm nay là cái ngày mà nó ướt nhiều lắm.
Thường ở gia đình mình ở dưới đó nó câu được cá xong á là mình sẽ làm sạch cá luôn, mình sẽ lấy đi cái phần bụng nè, lấy ra những cái phần ruột cá rồi mình bỏ luôn cái phần mang, rồi xong rồi khi mình về nhà đó là cái con cá nó chỉ dày thôi, rồi mình sẽ dùng một cái plastic wrap mình wrap chung quanh cái con cá lại rồi mình cho nó vô trong cái tủ đá luôn. Như vậy á, thì mình sẽ giữ được cái cá này rất là lâu và mình ăn. Các bạn thấy rồi, bây giờ mình sẽ đi ráp cái cá này lại nha các bạn. Khi mà mình bắt đầu ráp cá như thế này đó các bạn, mình bọc nó lại á, rồi mình làm sạch cái phần ruột rồi đó, thì các bạn để ăn được khá là lâu. Nhưng nhà mình thì hảo món cá lắm, cho nên nó cũng hết rất là nhanh. Sẵn đó mình sẽ băm sả và tỏi, rồi mình sẽ chẻ đôi cái con cá ra. Đó, cái thịt cá nó trắng trong mà nó béo lắm các bạn à. Rồi các bạn cứ khứa cho nó xéo xéo như thế này. Sau đó thì các bạn cứ nêm muối với lại bột nêm súp gà. Rồi bây giờ mình ướp những cái gia vị này vô đây nè. Xong rồi các bạn cứ để cho cá nó nghỉ khoảng chừng nửa tiếng. Sau đó rồi mình mới đem chiên. Khi câu cá vừa xong á, cá nó đang tươi ngon, thì mình lấy ra một con mình chiên luôn, ăn liền như thế này á, cá nó tươi nó ngọt, lại có nhiều dinh dưỡng nữa các bạn à, tại vì nó là cá của thiên nhiên mà. Vậy là video này đến đây đã kết thúc rồi. Nếu các bạn có thể giúp mình like, nhấn chuông để ủng hộ cho channel thì mình cảm ơn điều đó rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. I love you all. Bye.